Xin kính chào quý thầy cô, quý phụ huynh và các con học sinh thân mến. Hôm nay chúng mình học toán lớp 2 mới, sách kết nối tri thức với cuộc sống, bài 68, ôn tập các số trong phạm vi 1.000, trang 110 đến trang 112. Bài 1, tìm chỗ đậu cho tàu. Đây là 5 con tàu, ghi đọc. Còn chúng mình sẽ tìm 5 bến đỗ cho con tàu. Ví dụ 527, chúng mình ghép với số 527. Chúng mình đọc ở trên con tàu để chúng mình tìm số tương ứng. 371, chúng mình ghép với 371. 206, chúng mình ghép với 206. 655, chúng mình ghép với 655. 864, chúng mình nối với 864. Chúng mình đọc lại. 371, 206, 537, 655, 864. Bài 2 số, chúng mình quan sát để chúng mình điền các số còn thiếu để được dãy số hoàn chỉnh. 251, 252, 253. Dựa vào các số đã biết, chúng mình thấy đây là các số liền sau thì hơn các số liền trước nó một đơn vị. Đó. Vậy số liền sau sẽ là 254, 255, 256. 257, 258, 259. B, 992, 993. Chúng mình thấy tăng thêm một đơn vị. Vậy số liền sau sẽ là 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1.000. Chúng mình thấy số lớn nhất có 3 chữ số là số 999. Và liền sau số này là số có 4 chữ số. Đó là 1.000. Vậy 1.000 là số bé nhất có 4 chữ số. Số lớn nhất có 3 chữ số. Và số bé nhất. Số lớn nhất có 3 chữ số và số bé nhất có 4 chữ số. Là hai số tự nhiên liên tiếp đứng liền nhau. Cô nhắc lại, số lớn nhất có 3 chữ số là 999 và số bé nhất có 4 chữ số là 1.000. Đây là hai số tự nhiên liên tiếp đứng liền cạnh nhau. C. 590, 592, 594. Vậy đây là dãy số cộng thêm 2 đơn vị tăng dần. Thêm 2 đơn vị là 596. 598 thêm 2 là 600. 602, 604, 606. Đây là dãy số tự nhiên liên tiếp tăng dần và tăng thêm 2 đơn vị. Bài 3. Điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng vào ô có dấu hỏi chấm. Chúng ta so sánh các số có 3 chữ số. Số nào có hàng trăm lớn hơn thì số đó lớn hơn. Hàng trăm là 4, bằng nhau ta so sánh hàng chục. Hàng chục là 3, bé hơn hàng chục là 8, vậy ta điền dấu bé. Số tiếp theo hàng trăm là 7, hàng trăm là 8, vậy ta điền dấu bé. Hàng trăm là 6, bằng với hàng trăm 6. Hàng chục là 7, bằng nhau. Hàng đơn vị 2, bé hơn 5, ta điền dấu bé. Tiếp theo, hàng trăm là 3, hàng chục là 0, bằng nhau. Hàng đơn vị là 8, lớn hơn hàng đơn vị 0, ta điền dấu lớn. Hàng đơn vị là hàng trăm là 5, bằng nhau. Hàng chục là 2, lớn hơn 1, ta điền dấu lớn. Số có 3 chữ số lớn hơn số có 2 chữ số. Khi so sánh hai số, số nào có nhiều chữ số hơn thì số đó lớn hơn. Hàng trăm là 9, lớn hơn hàng trăm là 8, điền dấu lớn. Hàng trăm là 2, bằng nhau.
Hàng chục là 1, bé hơn hàng chục là 2, điền dấu bé. 74. Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn. Trong các số trên, số nào lớn nhất, số nào bé nhất? Chúng mình quan sát trên 4 con vật này có 4 số. Và các số này là số có 3 chữ số. Chúng mình sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Tức là bé viết trước, lớn viết sau. Chúng mình thấy hàng trăm là 4, hàng trăm là 5, hàng trăm là 6. Vậy hàng trăm là 4, bé hơn 435. 435, bé hơn 490. Vậy ta viết lần lượt 435, 490, rồi đến 527 và đến 618. Trong các số trên, số lớn nhất là số 618, số bé nhất là số 435. Bài 5, tìm chữ số thích hợp. Chúng mình quan sát dấu so sánh của phép tính. Dấu so sánh ở đây là dấu bé. Hàng trăm là 2 bằng nhau. Vậy hàng chục là mấy để bé hơn hàng chục là không? À, bé hơn hàng chục là 1. Vậy hàng chục bên này phải là 0 để bé hơn hàng chục là 1. Đúng không nào? Vậy 209 bé hơn 210. Ở đây dấu so sánh là dấu bé. Hàng trăm là 8, bé hơn hàng trăm là 9. Ta viết số 9 ở hàng trăm. Dấu so sánh ở đây là dấu lớn. Hàng trăm là 4 bằng nhau, hàng chục là 5 bằng nhau. Hàng đơn vị đây phải là 9 lớn hơn 8. Vậy ta điền 9 vào hàng đơn vị. Dấu so sánh ở đây là dấu lớn. Hàng trăm là 7, hàng chục là 0. Hàng đơn vị là 1. Vậy đơn vị là 1 thì lớn hơn 0. Vậy ta viết 0 vào hàng đơn vị. Lưu ý chúng mình phải quan sát dấu so sánh là dấu gì để ta suy nghĩ sao cho được phép so sánh đúng. Chúng mình chuyển sang tiết 2. Bài 1. Số học sinh của 4 trường tiểu học như sau. Trường Thành Công 689 học sinh. Trường Hòa Bình 820 học sinh. Trường Đoàn Kết 853 học sinh. Trường Chiến Thắng 695 học sinh. A. Trường nào có nhiều học sinh nhất? Trường nào có ít học sinh nhất? Chúng mình trả lời trường có nhiều học sinh nhất đó là trường Đoàn Kết 853 học sinh. Đó là trường Đoàn Kết là nhiều nhất. Trường nào có ít học sinh nhất? Trường Thành Công có ít học sinh nhất? Có 689 học sinh. Câu B. Viết tên các trường theo thứ tự có số học sinh từ ít nhất đến nhiều nhất. Ít nhất đó là trường Thành Công, sau đó đến trường Chiến Thắng, tiếp đó là trường Hòa Bình và đến trường Đoàn Kết. Bài 2. Viết số thành tổng trăm chục đơn vị theo mẫu. 400, 346 bằng 300 cộng 40 cộng 6. Hàng trăm là 3 thì giá trị là 300. Hàng chục là 4, giá trị là 40. Hàng đơn vị là 6, là giá trị là 6 đơn vị. Vậy chúng mình viết 5 số ở trong tấm biển này thành trăm chục đơn vị. 525, chúng mình viết thành 500 cộng 20 cộng 5. Hàng trăm là 5, nhận giá trị là 500. Hàng chục là 2, nhận giá trị là 20. Hàng đơn vị là 5, có giá trị 5 đơn vị. 106 bằng 100 cộng 6. 1 ở hàng trăm có giá trị là 100. 0 ở hàng chục giá trị là 0. Hàng đơn vị là 6, giá trị là 6. 810 bằng 800 cộng 10. Cộng 0 đơn vị, chúng mình không cần viết. Không đơn vị cộng 0 cộng. Trong một tổng mà một số hạng bằng 0 thì tổng không thay đổi. Hàng đơn vị là hàng trăm là 8, giá trị là 800. Hàng chục là 1, giá trị là 1 chục. 433 bằng 400 cộng 30 cộng 3. Hàng trăm là 4, có giá trị là 400. Hàng chục là 3, có giá trị là 30. Hàng đơn vị là 3, có giá trị là 3 đơn vị.
777 bằng 700 cộng 70 cộng 7. 7 ở hàng trăm có giá trị là 700, 7 ở hàng chục có giá trị là 70, 7 hàng đơn vị có giá trị là 7. Bài 3, tìm quả bóng cho cá heo. 300 cộng 60 cộng 1 chính là bằng 361, nối với số 361. 300 cộng 50 chính là bằng 350. 400 cộng 9 bằng 409. 400 cộng 10 cộng 5 bằng 415. Vậy là chúng mình đã tìm được quả bóng cho cá heo. Bài 4, số hỏi chấm. Chúng mình suy nghĩ và viết số vào ô có dấu hỏi chấm. 100 cộng 6 bằng 106. 600 cộng 30 cộng 4 bằng 634. Hàng trăm là 1, có giá trị là 100. Hàng đơn vị là 6, có giá trị là 6. Hàng chục là 0, tức là cộng 0, thì tổng không thay đổi, chúng mình không cần viết. Hàng trăm là 6, có giá trị là 600. Hàng chục là 3, có giá trị là 30. Hàng đơn vị là 4, có giá trị là 4. Bài 5, ghép 3 thẻ số dưới đây được các số có 3 chữ số nào? Số 4, số 0, số 5, 3 tấm thẻ số này. Chúng mình có thể ghép như sau. Chúng mình ghép số 4 vào hàng trăm thì hàng chục hàng đơn vị sẽ là 05 hoặc 450. Sau đó chúng mình ghép chữ số 5 ở hàng trăm thì đứng sau sẽ là 504 hoặc là 540. Chúng mình ghép chữ số 0 ở hàng trăm. Nếu ghép chữ số 0 ở hàng trăm thì giá trị của nó lại là số có 2 chữ số rồi. Cho nên nếu số có 3 chữ số thì hàng trăm phải khác không? Vậy ta ghép được 4 số. B. Tìm số lớn nhất và số bé nhất trong các số có 3 chữ số ghép được ở câu A. Vậy số lớn nhất là 540. Số bé nhất là 405. Bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Các bạn hãy bấm like và nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh của cô Lan. Cô Lan làm bộ video đề thi và một số video đặc biệt chỉ những bạn đã đăng ký kênh rồi mới xem được. Vậy những ai chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký kênh để được xem đầy đủ bộ video của cô Lan. Xin chào và hẹn gặp lại.